Rồi, xin chào tất cả các con có mặt trong nhóm room của chúng ta ngày hôm nay. Rồi, ai đã nghe thấy tiếng của cô Loan rồi? Các con comment giúp cô Loan là số 1 nha. Rồi, các bạn nhìn thấy cô Loan rồi đúng không nào? Rồi, chào tất cả các con. Chào bạn Hồng Tây, chào bạn Bích Liên, chào bạn Diễm Quỳnh, chào Cao Phong. Rồi, chào bạn, các con nhớ là đổi tên nha, để cô Loan có thể gọi tên các con ha. Rồi, chào Cao Phong, chào bạn Hà Phương hả? Cô Loan chào Hà Phương, chào Gia Bảo, các con đổi tên của mình nha. Rồi, chào bạn Nguyễn Triều Mã Phụng. Rồi, anh Thư, chào con nha, Trần Anh Thư. Rồi, chào bạn Quốc Bảo. Rồi, rất là vui được gặp lại các con trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ là chúng ta đã đọc, đã học cái sơ đồ tư duy của chúng ta là hôm nay là buổi thứ mấy rồi các con? Hôm nay chúng ta học buổi thứ mấy rồi? Hôm nay là chúng ta đã học buổi thứ ba rồi đúng không nào? Và cô Loan sẽ chia sẻ cho các con thêm cái cách để mà con có thể vẽ sơ đồ tư duy áp dụng vào trong học tập của mình nha. Bây giờ cô Loan sẽ... hôm trước thì các bạn ở trong lớp mình ai đã vẽ được, ai đã biết cái cách vẽ sơ đồ tư duy rồi nào? Bạn nào trong lớp mình đã biết cái cách vẽ sơ đồ tư duy rồi? Comment ở dưới giúp cô Loan là số... Rồi con Quỳnh đã biết cách rồi đúng không? Rồi bây giờ cô Loan sẽ mời một bạn của lớp mình, lớp của chúng ta sẽ chia sẻ lại giúp cô Loan cái cách để mà vẽ sơ đồ tư duy. Bạn nào còn nhớ không? Rồi bạn nào còn nhớ cái phương pháp để mà cái luật để mà các con vẽ sơ đồ tư duy, bạn nào biết nè, bạn nào biết cái cách vẽ thì chia sẻ với các bạn trong lớp của mình được không các con? Rồi bạn nào biết cách giơ tay giúp cô Loan nào? Bạn Tấn Phát nè, Nguyễn Tấn Phát, Tấn Phát bật mic lên đi con. Rồi Tấn Phát ơi, bật mic lên đi nha. Còn các bạn ở trong lớp chúng ta comment giúp cô Loan thử xem mình còn nhớ không? Được không? Và cứ mỗi một tiết học thì cô Loan đều nhắc lại cái việc mà các con đã học rồi. Các con biết vì sao không? Tại vì não bộ của chúng ta thì nó có cái ngưỡng lãng quên. Cho nếu như là cứ mỗi một tiết học cô hay nhắc lại để cho các con nhớ là những cái kiến thức này là để giúp các con khắc sâu được cái kiến thức của mình. Được không nào? Rồi bạn Phát đâu rồi? Phát bật mic lên đi con ơi. Vẽ trung tâm. Rồi cái gì nữa các con ôn lại nè, ôn lại giúp cô Loan, bạn nào chia sẻ lại cho cô Loan cái cách vẽ sơ đồ tư duy nè. Phát đâu rồi? Con bật mic lên. Con chào cô. Rồi cô chào con, rất là vui được gặp bạn Phát đúng không con? Rồi vậy thì bây giờ là con sẽ chia sẻ, rồi sau đó là con chia sẻ cho các bạn trong lớp mình cái cách để mà cái luật để vẽ sơ đồ tư duy nha. Rồi con giới thiệu với các bạn đi con. Mình con chào cô và các bạn. Mình tên là Nguyễn Tấn Phát, mình học lớp 2A. Rồi học lớp 2A đúng không? Ba từ để nói về con là gì? Nói đi Phát. Lễ phép. Rồi cái gì nữa? Hiếu thảo. Luôn nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Ô hay quá, xin mọi người hãy cổ vũ cho Phát. Các bạn ơi, cho một tràng pháo tay nào. Rồi cảm ơn con. Cảm ơn con. Vậy thì bây giờ là con sẽ chia sẻ cho các bạn trong lớp của mình là cái cách vẽ sơ đồ tư duy đi con. Luật bàn tay á con, luật bàn tay nhớ không? Thứ nhất là gì? Cái gì nào chia sẻ với các bạn này Phát? Rồi con cứ nói đi, con nói đi nè. Cái gì đây? Trung gì? Trung gì đây? Trung. Trung tâm. Giỏi quá. Rồi, thứ hai. Cái ngón cái là chúng ta sẽ nói đến cái gì à con? Rồi con nhớ không?
Nhớ không con? Nhớ không Phát? Phát ơi, bây giờ nói thật với cô nè, con nhớ không? Nhớ không? Rồi tuyệt vời quá. Các bạn trong lớp ơi, cho một tràng hoa tay cổ vũ cho bạn nữa nè. Rồi cảm ơn con, không có sao hết đó con. Ví dụ như con không nhớ là bởi vì là con không có ôn lại, cho nên chính vì vậy cho nên bây giờ cô Long sẽ cho lớp mình ôn lại nha. Và bây giờ cả lớp của chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi để mình ôn lại được không nào? Bạn nào thích chơi trò chơi? Ai thích chơi trò chơi thì chúng ta sẽ cùng nhau chơi để ôn lại nha. Rồi. Rồi, bây giờ là các bạn sẽ chơi trò chơi với cô Long nha. Đó là trò chơi gì các bạn? Trò chơi này mang tên là tìm hoa cho lá nha, có nghĩa là mình hãy tìm một cái bông hoa nó ứng với một cái lá, hiểu không các bạn? Bây giờ cô Long nói với các bạn là trò chơi gì, các bạn đọc giúp cô Long nào. Trò chơi gì? Tìm hoa cho lá. Đúng rồi, có nghĩa là mình hãy tìm cái bông hoa nào mà nó ứng với cái lá đó nha. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ha. Rồi, các bạn đâu rồi? Bạn nào xung phong tìm giúp cho cô Long nha. Các bạn nhìn thấy không? Chờ cô Long kéo nó ra một xíu nha. Rồi các bạn nhìn thấy chưa? Các nhìn thấy không các con? Nhìn thấy không? Rồi, bây giờ là các bạn sẽ giúp cho cô Long nha. Ví dụ như là bước 1 chẳng hạn thì chúng ta sẽ có cái hoa này là hoa gì, cô Long mời một bạn ha. Rồi cô Long sẽ mời bạn Bích Liên đi. Bích Liên ơi, con sẽ chọn cái lá này ứng với cái hoa nào? Bích Liên, Bích Liên bật mic giúp cô nha. Bạn Bích Liên nè, Lê Thị Bích Liên nè, con bật mic đi. Bích Liên ơi, con bật mic được không? Rồi bạn nào bật mic nè, bạn mà bật mic được giơ tay chơi trò chơi này giúp cô Long nè. Rồi, ai xung phong, xung phong, tay đâu. Rồi bạn là xung phong để tìm cho cô Long nè. Ở đây cô Long đang ghi tắt nè, ví dụ như ở bước 1 là trung tâm nè, thấy không? Thì con ghi cái hoa này ứng với cái bước 1, phải không? Hiểu cách không? Tức là mình tìm những cái bông hoa nó ứng với cái lá đó, các bạn hiểu chưa? Rồi, Bích Liên, rồi Bích Liên chọn cho cô Long nè. Cái lá thứ nhất là bước 1 á, thì con sẽ chọn là bông hoa là trung tâm là tờ rồi nè. Vậy thì bước 2 con sẽ chọn cái gì nè? Con được cô là nhánh chính ạ. Vậy là cái lá này nó sẽ trung mở cái bông hoa này nó sẽ đến đúng không? Rồi chờ cô Long xíu. Rồi tiếp theo. Từ từ cô Long làm. Nó nhảy hết rồi. Rồi tiếp theo con nói đi. Rồi cái gì nữa? Đúng không? Là cái gì con? Bước 4 là cái gì? Cái gì con? Rồi, bước 5. Con được cô, bước 5 là vẽ hình cấu trúc ạ. Rồi, bước 6. Con được cô là vẽ hình ảnh ạ. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta xem thử đúng hay không nha. Rồi các bạn xem ha. Bước 1 là trung tâm, bước 2 là nhánh, bước 3 là từ khóa, bước 4 là màu sắc, bước 5 là hình ảnh, và bước 6 là cấu trúc. Rồi đúng không cả lớp? Rồi đúng rồi, cảm ơn bạn, bạn Liên của chúng ta, cảm ơn con. Rồi vậy là bây giờ là chúng ta sẽ nhìn 6 cái bước này để các bạn nhớ nha. Ồ cái này cái màn hình. Rồi thứ nhất là trung tâm, các bạn nhớ lại một lần nữa nha. Cô Long nhắc đi nhắc lại là để giúp cho các bạn trong lớp mình khắc sâu cái kiến thức này một lần nữa, nhớ không? Khi mình vẽ cái sơ đồ tư duy thì các con chỉ cần có cái nhớ cái gì các con? Chỉ cần dùng cái bàn tay mình thôi, mình quên thì cứ lấy cái bàn tay ra và bắt đầu tưởng tượng nhớ. Bước đầu tiên là trung tâm này. Trung tâm là một cái nắm tay. Một cái nắm tay khi mà mình vẽ cái giấy A4, A3 á các con. Còn nếu như mà các con vẽ cái giấy A4 á, bạn nào biết giấy A4 thì giơ tay lên giúp cô Long. Ai biết giấy A4? Rồi vậy thì giấy A4 thì các con sẽ vẽ một cái number one như thế này nha. Chúng ta bỏ cái giấy A4 vô một cái number one thế này thì nó đúng với cái diện tích, được không? Mình vẽ cái trung tâm nó không có được to hoặc là nhỏ quá mà nó bằng một cái
cái number one của các con này, nhìn thấy number one làm number one giúp cô Long nè. Number one đâu rồi? Các bạn giơ lên giúp cô Long đi, number one đâu? Number one đâu rồi? Giơ tay lên con. Rồi các bạn làm đi để mình nhớ nè. Có nghĩa là cái tay của chúng ta sẽ vẽ một cái number one như thế này nè, các bạn nhìn thấy không? Được không? Rồi bây giờ là bước thứ hai là chúng ta sẽ vẽ cái gì các con? Nhánh, được không? Nhánh thì có nhánh gì các bạn? Nhánh thì có nhánh gì ta? À, nhánh chính và nhánh gì? Nhánh phụ, hay là còn gọi là nhánh lớn và nhánh nhỏ, được không? Nhánh thì nó cùng màu với nhau luôn, được không? Nó cùng màu và chúng ta nhớ như vậy. Rồi thứ ba là gì? Thứ ba là từ khóa. Từ khóa các bạn còn nhớ không? Từ khóa nhớ không cả lớp? Từ khóa là một cái từ mà nó chứa cái nội dung chính của cả một câu luôn, hoặc là cả một cái đoạn văn, hoặc là cả một có nghĩa là nó chứa cái nội dung chính của cái bài đó, hoặc là cái nội dung của cái nội dung đó, hoặc là của một cái câu, hoặc là của một cái đoạn đó các con, người ta gọi là từ khóa. Hôm trước cô Long chia sẻ với lớp mình rồi, lớp mình ai biết cái từ khóa chưa? Giơ tay lên giúp cô Long biết từ khóa chưa? Từ khóa là từ mà chứa cái nội dung chính của bài, người ta gọi là từ từ gì? Từ khóa. Rồi bây giờ cô Long ví dụ cái từ khóa nha. Sở thích của bạn là gì? Vậy thì từ khóa là gì vậy các con? Rồi các con ghi cái từ khóa giúp cô Long này, chat đi, chat trên phần chat để mình biết cái từ khóa, chút nữa mình sẽ cô Long sẽ hướng dẫn cho lớp mình vận dụng. Ờ, nội dung kính toàn diễn đẹp giỏi vác, đúng rồi, sở thích. Ừ. Cái từ khóa nó có thể là động từ, danh từ, hoặc là cái gì các con? Tính từ nha. Rồi, sáng quá đi. Rồi, đúng rồi các con, đúng rồi đó, đó chính là cái từ khóa các bạn. Ừ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ biết được cái từ khóa là mặc dù là kể một cái câu dài là sở thích của bạn là gì, nhưng mà mình chỉ nói có hai cái từ chính thôi, có nghĩa là sở thích, thì người ta biết đó là gì? À, đó là từ khóa. Rồi, tiếp theo nha. Màu sắc. Màu thì chúng ta phối màu như thế nào các bạn? Màu thì chúng ta có là gì? Màu nóng và màu lạnh, nó phối đều với nhau thì lúc đó nó mới đẹp, chứ không phải là một màu nóng không hoặc là màu lạnh không thì nó không có cái sự hài hòa nha cả lớp. Hôm trước mình vẽ rồi đúng không? Rồi tiếp theo nữa là cái gì vậy ta? À, đó chính là hình ảnh. Một trong những cái điều rất là quan trọng trong sơ đồ tư duy á các con, là mình cần phải có hình ảnh. Bởi vì là như thế nào? Bởi vì cái hình ảnh sẽ giúp cho não bộ của mình nó rất là dễ nhớ luôn. Cho nên khi con vẽ cái trung tâm á thì con cũng cần phải có cái hình ảnh. Ví dụ như là một cái bài về cậu bé thông minh thì mình vẽ một cái cậu bé lên, được không? Đó, người ta có cái hình ảnh để mình họa. Ví dụ nói về cái tivi thì mình vẽ cái tivi, nói về chiếc xe thì mình vẽ cái chiếc xe nha. Rồi, và cuối cùng là cái gì các con, comment giúp cô Long nè. Ôn lại đi các con, cuối cùng nữa là cái gì nào? Bước cuối cùng của chúng ta là cái gì? Comment giúp cô Long thử xem là lớp mình có nhớ không ta? Ô, giỏi quá. Rồi ôi, các bạn xuất sắc quá. Vậy là các bạn biết hết rồi. Hay quá. Ừ. Đó chính là cái cấu trúc, được không? Rồi, cái cấu trúc thì phải như thế nào các con? Cấu trúc là nó đầy cái trang giấy và nó đi theo chiều gì nè? Nó đi chiều gì, các bạn ghi giúp cô Loan nè. Cái cấu trúc này nó đi theo chiều gì nè? Ngược kim đồng hồ hay là theo kim đồng hồ nè? Theo chiều kim đồng hồ hay ngược nè? Ồ, ngược chiều kim đồng hồ hay theo kim đồng hồ vậy các con? Comment giúp cô Loan. Ồ, Diễm ơi, không có phải ngược nha con. Ồ, theo chiều kim đồng hồ nha. Nhớ là theo chiều kim đồng hồ chứ. Một số bạn là không có ghi theo cái chiều đó thì nó không có đúng với vẽ sơ đồ tư duy nha con. Rồi, cảm ơn tất cả các con. Rồi, vậy là bây giờ chúng ta đã ôn lại được 6 bước để mà chúng ta có thể vẽ sơ đồ tư duy rồi, đúng không các con? Đó, và bây giờ là mình nắm chắc nó rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau. Hôm trước thì cô Long có chia sẻ với cả lớp của chúng ta là tập vẽ cái sơ đồ tư duy. Một số bạn vẽ rất là đẹp. Cô Long nhìn thấy và quan sát thấy là một số bạn là vẽ giới thiệu về mình đó, rất là đẹp nha. Bây giờ lớp mình sẽ cùng nhau xem một vài bài thôi ha. Vài bài của các bạn đúng không? Còn có rất nhiều bài mà cô không có đem lên tại vì thời gian nó không có hạn á. Rồi hôm trước là cô hướng dẫn cho lớp mình nè, cái cách mà vẽ trước tiên là về bản thân mình nè. Lớp mình nhìn thấy không? Ai nhìn thấy màn hình rồi giơ tay lên vẽ bản giúp cô Long nào. Các con thấy chưa? Rồi, vẽ về bản thân, ai đã vẽ rồi thì comment giúp cô Long, ai đã vẽ cái chủ đề về bản thân này rồi.
Rồi bạn nào vẽ rồi? Ai vẽ rồi? Bạn nào vẽ về cái chủ đề bản thân này rồi nè. Các con nhìn thấy không? Bây giờ cô Long nhìn cho các con lại một lần nữa nha. Đây chính là trung tâm nè. Trung tâm là cái hình của một cái bạn bé này nè. Là chủ đề về bản thân á. Thấy không? Bạn có mấy màu? Trung tâm có mấy màu vậy các con? Có mấy màu? Có mấy màu các bạn? Thì mấy màu giúp cô Long nhớ lại. Ô, lớp mình hay quá. Ba màu nha. Và đặc biệt là trung tâm mình làm nổi bật lên. Ví dụ như có con người thì mình vẽ con người. Còn nếu như mà các con ghi chữ á, là các con làm những cái chữ kiểu lên cho nó đẹp nha. Cái chữ mình có thể phối cái chữ kiểu lên cho nó đẹp chỗ trung tâm này nha các con nha. Chữ kiểu á. Rồi, bây giờ là các con nhìn thấy nè. Ví dụ như khi bạn vẽ nhánh nè, các con nhìn thấy nhánh lớn không? Nó giống như là một cái sừng trâu nè. Nhìn nó rất là đẹp. Bạn này phối màu đẹp nè các con. Cái nhánh của chúng ta rất là sáng tạo những cái đường viền nè. Các con nhìn thấy không? Và đặc biệt là các con nhìn nè, cái chữ này để chút nữa mình biết mà mình biết cái cách để mình để áp dụng vô lớp học mình nha. Rồi bây giờ comment đi, comment giúp cô Long là bạn nào đã vẽ sơ đồ tư duy rồi thì comment giúp cho cô Long ở dưới nè. Ai đã vẽ sơ đồ tư duy về bản thân mình rồi? Ồ, thì comment giúp cho cô Long là số 4 nè. Bạn nào vẽ rồi thì comment giúp cô Long số 4. Ồ, Minh Anh vẽ rồi, đúng rồi. Gia Huy. Rồi ai nữa? Minh Nhật, Bích Ngọc, Diễm. Ờ, mình trung thực nha, có vẽ thì ghi, còn không vẽ thì không ghi nha. Ồ, nhiều bạn vẽ quá. Mà cô Long nộp thì rất là ít bạn nộp ta. Cô Long thấy là khoảng có mười mấy bạn nộp thôi chứ. Rồi, cảm ơn các con. Và bây giờ là cô Long chia sẻ cho các con nha. Cái cách vẽ sơ đồ tư duy là một cái cách ghi chép thông minh, cho nên là nó rất là tuyệt vời. Các con nhìn thấy không? Có màu sắc nè, có hình ảnh nè. Và đặc biệt là mình có thể sáng tạo theo cái ý thích của mình. Và khi mà con học con có sáng tạo như vậy thì con thích học lắm luôn nha. Vậy thì bây giờ cô Long chia sẻ cho một số bạn là khi mà con vẽ này, con chú ý nè. Cái chữ á, cái nhánh của nó này, cái con phối nè, bằng cách là vẽ những cái đường viền này. Các con nhìn thấy đẹp không? Cái đường viền này, đây chính là cái cách vẽ nhánh nè. Có một số bạn thì vẽ cái nhánh nó đúng á. Mình đừng có vẽ đúng nha, mình vẽ nó phải có cái độ cong nha. Rồi đặc biệt cái chữ này các con, cái chữ khi mà các con ghi cái từ khóa nè, là nó phải cái nhánh chính á, thì các con phải vẽ cái chữ nó to. Nhìn thấy không? Bạn nào nhìn thấy rồi? Ai nhìn thấy rồi con? À Đặng Văn nhìn thấy rồi. Bạn nào nhìn thấy nữa? Nhớ nha, cái cách ghi chữ này để các con nhìn thấy nè. Cái nhánh chính thì nó phải, chữ nó phải to này, các con nhìn thấy không? Rồi sau đó các cái nhánh nhỏ phụ là nó nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần, chứ không phải là ghi cùng một chữ nha. Nhớ cô Long nói không? Nhớ không con? Khi mình vẽ thì nhánh chính của nó là to để mình dễ nhìn thấy cái nội dung chính, rồi nhánh phụ là nó sẽ nhỏ dần hơn, thấy chưa? Rồi và khi mà các con vẽ thì các bạn sẽ làm giúp cô Long cái này là phải có hình ảnh nha. Các con thấy ví dụ như cái bạn này là bạn có thông tin là bạn tên là Khánh Uyên, và cái ngày sinh nhật của bạn là bạn vẽ một cái bánh sinh nhật này, các con thấy không? Tức là mình khi mình vẽ sơ đồ tư duy, một số bạn cô thấy không có vẽ hình ảnh, nhưng mà phải có cái hình ảnh. Các con biết vì sao không? Các bạn nào biết vì sao không các con? Vì sao vậy ta? Vì sao mình cần vẽ hình ảnh này? Một bạn là xung phong giúp cô nè. Ai giúp cô, chia sẻ giúp cô là sao chúng ta vẽ hình ảnh chi vậy con? Bạn nào chia sẻ giúp cô lên. À Dung Nguyễn, Dung Nguyễn ơi. Rồi con bật mic lên con chia sẻ giúp cô này. Tại sao mình cần phải vẽ hình ảnh để mình minh họa những cái từ khóa đó làm gì vậy con? Dung Nguyễn nha. Rồi. Con tên là Nguyễn Kim Ngân. Ờ, cô Long chào con. Rồi, rất là vui được gặp con. Bây giờ con giới thiệu, con chia sẻ về mình đi. Con giới thiệu về mình đi Dung Nguyễn. Con tên là Nguyễn Kim Ngân, hôm nay con học lớp 5, con học lớp 2. À, con học lớp 2, rồi cảm ơn con. Vậy thì bây giờ là con có thể chia sẻ cho các bạn nè, theo con là tại sao mình vẽ, mình minh họa cái hình ảnh làm gì con, khi mình ghi chữ sau đó mình minh họa cái hình ảnh để làm gì con biết không? Hồi nãy con giơ tay đó, con cứ nói lên đi, không sao đâu con nha. Con cứ nói theo cái ý nghĩ của con nè. Vì sao vậy con? Vì sao mình vẽ cái hình ảnh để làm gì vậy? Vì nó giúp cho mình như thế nào?
Nó có giúp mình dễ nhớ hơn không con? Đó con, mình ghi cái hình ảnh này, ví dụ nè, ví dụ như bạn không có ghi ngày sinh mà bạn vẽ một cái hình luôn, cái bánh sinh nhật, thì mình biết đó là gì các con? Biết đó là gì con? Con chia sẻ với các bạn đi. Nếu mình vẽ một cái bánh sinh nhật thì mình biết đó là cái gì nè? Là ngày sinh nhật của bạn. Cảm ơn con, đúng rồi đó. Tức là những cái hình ảnh đó các con nó rất là tuyệt vời. Có những cái, con biết không, ở trên thế giới của chúng ta á, có rất nhiều những cái loại ngôn ngữ, và có một số bạn thì nói rằng là tiếng Anh đó chính là cái ngôn ngữ quốc tế. Nhưng mà cái ngôn ngữ mà để cho tất cả mọi người đều hiểu hết á các con, đó chính là hình ảnh. Ví dụ như con đi ra ngoài nước ngoài, nước Mỹ, nước Anh gì đó, nhưng mà con không có biết cái tiếng, con không có biết nói, nhưng mà con chỉ cần vô lên một cái quả táo và người ta, con tới cái quán đó và sau đó con đưa cái quả táo, con nói là con muốn mua cái này nè, con đưa cái quả táo thôi thì người ta đã hiểu rồi. Tức là cái người ta hiểu cái hình ảnh, được không các con? Hiểu không? Hiểu, cô Long nói chưa, ai hiểu rồi nè. Tức là cái hình ảnh sẽ giúp cho mình vậy. À, mình sẽ, ngôn đó là một cái ngôn ngữ toàn cầu. Khi mình chỉ cần nhìn vô nó, mình không biết thì mình vẫn vậy, vẫn hiểu nó nha. Cho nên là khi mà các con vẽ như vậy thì con, cái não bộ của con nó sẽ truy xuất lại và nó giúp con nhớ rất là nhanh. Con nhìn vậy thì con biết là ngày sinh nhật, đúng không? Còn ví dụ như cái bài này nè con, bạn này chia sẻ giúp cho cô Long, ví dụ như nhìn cái này là con biết là bạn này thích nghe vậy, nghe nhạc. Nó có một cái tai phone, thế là trong cái não bộ của các con sẽ hình dung ra cái tai phone đó, và lúc đó con sẽ rất là dễ nhớ. Tại vì hôm trước mình học rồi, bộ não của chúng ta rất là yêu thích màu sắc, yêu thích hình ảnh, nên một số bạn vẽ mà thiếu cái hình ảnh thì nó rất là uổng nha. Hiểu không? Sau này ví dụ như con nói thích nghe nhạc thì con không có cần ghi cái chữ nghe nhạc này, khỏi cần ghi chữ nghe nhạc, con vẽ một cái tai phone rồi thôi thì người ta cũng đã hiểu được cái ý của con muốn nói rồi. Hiểu không? Em con hiểu đó. Chưa? Rồi, vậy thì hình ảnh có quan trọng không các con? Hình ảnh có quan trọng không nè? Có. Đúng rồi, nhưng mà một số bạn thì có ngần ngại nói thế này: nhưng mà con vẽ xấu lắm cô, con không có dám vẽ luôn, mà con không biết cách luôn, thì làm cách nào đây? Đúng không? Vậy thì bây giờ cô Loan nói nha, cái vẽ sơ đồ tư duy này á, có một cái số bạn mà học cô Loan mới đầu bạn vẽ xấu lắm luôn, bạn không có biết cái cách vẽ gì hết trơn á. Nhưng mà nếu như mình muốn vẽ được thì chỉ cần có một điều là mình hãy tập vẽ thường xuyên, và đặc biệt là ở đây không có cần phải đẹp, mà quan trọng là con phải diễn đạt đúng cái hình đó là được rồi. Được không con? Hiểu không? Hiểu không? Đó chính là cái cách để mà mình vẽ. Hoặc là có một số bạn thì chúng ta sẽ có cái quyển, để chờ cô Long một xíu nha, cô Long lấy cái quyển này cho các bạn xem này. Rồi, cô Long nhắc lại nữa nha, một số bạn khi mà vào lớp học này á, thì cô Long rất là mong tất cả các con trong lớp mình ý thức một điều rằng là mình hãy tận dụng cái thời gian, tại vì thời gian mình quý lắm các con. Không có lên đây để mà ngồi mà chơi, hoặc là nếu như vậy thì mình ra bên ngoài. Còn nếu như mà mình đã học tập thì cô Long rất là mong mình tập trung vô để mình tận dụng cái khoảng thời gian quý giá này để mình học được những cái kiến thức gì nó có tốt cho mình, nó có lợi cho mình nha các con nha. Đây là một cái quyển mà cô Long giới thiệu cho các bạn trong lớp đỡ nè. Bạn nào mà sợ cái việc vẽ, tức là con cảm thấy mình vẽ không có được, thì đây là một cái ngàn hình này các con. Tức là những cái cách vẽ rất là đơn giản, nó có tay trái và tay phải để mà nó giúp cho các con có thể luyện được cả hai tay á các bạn trong lớp. Mình luyện tay trái tay phải mà nó vẽ rất là đơn giản luôn. Nó có 1000 từ tiếng Anh luôn. Và cái quyển sách này nó sẽ giúp ích cho các con rất là nhiều trong cái việc vẽ sơ đồ tư duy bằng cái hình ảnh sketch note đó con, sketch note. Tức là cái quyển sketch note này là nó ghi chú bằng cái hình ảnh đó các con. Hình nó rất là đơn giản, và đặc biệt là nó có tay trái tay phải để mình luyện và kích hoạt bộ não. Cho nên là bạn nào chưa vẽ được thì các con có thể tham khảo cái quyển này. Hoặc là nếu như mà các bạn trong lớp mình chưa có cái quyển đó, hoặc là con có thể có một cái cách khác nữa là mình sẽ lên Google nha. Hôm trước cô Long có chia sẻ với các con có hai cách. Cách thứ nhất là mình có thể dùng cái quyển sách này nó kích hoạt bộ não, tại vì mình vẽ tay trái và tay phải, đúng không? Ở nhà mấy tụi con vẽ mấy tay rồi nè. Thông thường thì con ghi chữ mấy tay giúp cô Long này. Thông thường con ghi chữ mấy tay? Có ai ghi hai tay chưa? Có bạn nào mà ghi được hai tay chưa? Ghi comment giúp cô Long đi, các bạn nào ghi hai tay không con? Ủa con luôn hả? Giỏi vậy ta? Ồ, giỏi quá, giỏi quá. Ừ.
Rồi con, có một số bạn là có bạn ghi hai tay rồi. Rồi, vậy thì bây giờ là trong cái tiết học ngày hôm nay thì cô Long cũng chia sẻ thêm cho các con nha. Về nhà mình vẽ bằng hai tay. Mình thích cái chủ đề gì thì con cứ lấy con vẽ. Ví dụ như mình thích chủ đề là hoa quả, mình thích chủ đề là con người, hay là thích chủ đề bất cứ một cái chủ đề gì con thích thì con vẽ bên tay trái, sau đó con vẽ bên tay phải để giúp cho cái bộ não của con là hai bên nó được kích hoạt hết nha. Hoặc là con có thể ghi bằng hai tay, ví dụ như con viết chữ á, con viết cái tên của con hàng ngày con luyện bằng hai tay thì sau một cái thời gian thì bộ não của con nó sẽ có được cái sự kích hoạt nha. Cho nên là lớp mình cố gắng thêm cái đó, về mình thử trải nghiệm đi. Hồi giờ mình ghi tay phải quen rồi, hoặc là hồi giờ mình ghi tay trái quen rồi, thì bây giờ mình ghi cả hai tay thử xem nó có cái sự thay đổi hay không nha. Rồi, đó là một cái phương pháp giúp cho các con kích hoạt bộ não á. Hoặc là các bạn sẽ lên cái công cụ này nè các con. Đây, nhìn vô Google này các bạn sẽ tìm kiếm giúp cô Long này, How to draw này, là các bạn sẽ vào đây bất cứ một cái hình gì các con cũng đều vẽ được hết á nha. Chụp cái này vô để mình vô mình biết cái cách. Ví dụ mình muốn vẽ con vịt thì mình bấm vô How to draw vào là nó ra cái hình đó, là con sẽ vẽ cái con gì đó thì nó sẽ có hết ở trong này nha. Rồi. Rồi vậy thì các con là phải thống nhất với nhau là hình ảnh rất là quan trọng, được không? Được không các con? Bây giờ mình hiểu hình ảnh chưa? Hình ảnh nó vô cùng quan trọng cho cái việc mà giúp cho các con nhớ, cho nên mình hãy tập vẽ đi, tập vẽ tốt lắm nha các con. Vẽ nó sẽ kích hoạt được cái bộ não của các con rất là tốt, nó làm cho mình thông minh hơn rất là nhiều. Cho nên các bạn hãy cố gắng tập vẽ nha. Rồi, và khi các con nhìn nè, chúng ta phải nhớ nè, từ bên phải sang bên trái nha. Và khi ghi nè các con, chúng ta ghi ở trên nè, ghi cái nhánh là các bạn ghi ở trên chứ đừng có ghi ở dưới này nha các con. Không có ghi cái chữ ở dưới thì chúng ta sẽ không có nhìn được. Cho nên các con nhớ cái nguyên tắc ghi là chúng ta sẽ ghi ở trên các cái nhánh. Thấy không? Thấy các nhánh chưa? Ai thấy rồi thì giơ tay vẫy vẫy nè. Ghi ở trên, có một số bạn là ghi nó bị rớt xuống ở dưới là không có được nha. Mình phải ghi trên và theo một cái trật tự từ phải sang trái. Từ phải sang trái, ví dụ que bên đây, các con cũng ghi ở cái nhánh vẽ này trước rồi mới tới nhánh KH nha. Hiểu không? Ở bên phải thì chúng ta sẽ từ cái nhánh trên xuống dưới, nhưng mà ở bên trái thì chúng ta sẽ vẽ cái nhánh ở dưới trước rồi nhánh ở trên sau. Ai hiểu được điều này rồi thì giơ tay lên vẫy vẫy giúp cô Long. Ai hiểu điều này rồi nè. Bên phía bên phải này, ví dụ nhánh thứ nhất, nhánh thứ hai này, thì cô Long vẽ ở trên trước, ở dưới sau. Nhưng mà ở bên trái thì con phải vẽ ở nhánh gì? Nhánh ở dưới trước và ở trên sau. Ví dụ như bài cái nhánh mà sở trường này, các con nhìn thấy, ai thấy rồi? Cái nhánh sở trường này bạn, bạn nào thấy nhánh sở trường rồi? Rồi, vậy thì cô sẽ vẽ cái nhánh chữ vẽ này trước rồi mới vẽ cái nhánh KH, chứ không phải là KH trước rồi vẽ sau đâu nha. Để các con biết nó theo một cái trật giấy, trật tự. Rồi, ai hiểu rồi? Ai hiểu rồi thì giơ tay lên vẫy vẫy giúp cô Long là hiểu cái cách rồi nè. Mình phải biết cái cách rồi sau đó mình mới áp dụng nha. Rồi, vậy là lớp mình hiểu hết rồi đúng không? Rồi, bây giờ cô Long sẽ cho các bạn 2 phút, các bạn sẽ vẽ giúp cô Long một cái hình vuông, một cái hình tròn, một cái hình chữ nhật. Và sau đó các con hãy vẽ cho cô 3 hình thôi. Hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật, 3 cái hình này và sáng tạo cho cô tay trái và tay phải. Được không nào? Rồi, bây giờ 2 phút, cho các con 2 phút nha. Rồi các bạn lấy giấy ra đi, lấy giấy ra đi các con để mình thực hành. Rồi, ai đã chuẩn bị xong rồi? Bạn nào chuẩn bị xong rồi con? Bạn nào chuẩn bị xong rồi? Rồi, ai xong rồi thì giơ tay lên giấy lên cho cô Long biết nè, để cô Long canh thời gian nha. À, xong hết rồi đúng không nè? Bây giờ cô Long sẽ canh thời gian cho các con. Bây giờ là 19:58, bây giờ bắt đầu nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Xem thử bạn nào vẽ nhanh nhất. Rồi, 2 phút nha. Để tay trái và tay phải 3 hình, hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật.
Rồi, cố lên các bạn ơi, thể hiện cái sự sáng tạo của mình nha. Thể hiện cái sự sáng tạo của các con. Rồi, để cô Long mở một xíu nhạc cho các bạn vẽ cho nó hứng thú ha. Rồi, vẽ đi các con, vẽ đi mình. Khi mà mình vẽ thì con sẽ kích hoạt được cái bộ não của con tốt lắm luôn. Cho nên các con, các bạn trong lớp mình cố gắng vẽ nha. Rồi vẽ thử tài năng của mình nha. Cố lên các bạn ơi. Cô đang thấy có một số bạn rất là chăm chú nè. Tuyệt vời quá, các con làm đi. Diễm Quỳnh chăm chú lắm luôn. Vẽ đi con. Rồi ba hình thôi nha các con, ba hình thôi. Mình sẽ vẽ tay trái và tay phải luôn nha. Cố lên các bạn ơi, vẽ nha. Hãy suy nghĩ sáng tạo, thử xem là mình vẽ những cái hình gì các con yêu thích. Cố lên các bạn ơi, vẽ thêm nha. Ai xong rồi? Ai xong rồi thì bấm chữ xong nha. Ba hình thôi các con ơi. Rồi, cô Long xem thử bạn nào xong rồi. Rồi, hết vô. Rồi, ai xong rồi, vô lên giúp cô Long xem. Các con sáng tạo như thế nào nè. Mình không có cần phải giống bạn Huy xong rồi. Cô Long nhìn thấy rồi con, chúc mừng con nha. Rồi, bạn tiếp theo. Vô lên cô Long xem nào. Các bạn đâu rồi, Bảo Ngọc. Ô, Bảo Ngọc đẹp quá. Ngọc ơi, đẹp quá Ngọc. Rồi, còn bạn nào nữa. Mình vẽ tay trái chưa? Bạn Minh Thắng. Minh Thắng cô Long thấy rồi. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác hả? Rồi, cảm ơn con. Rồi con ai nữa? Các con nhớ nha. Khi mà các con càng sáng tạo á, thì sẽ giúp cho mình rất là yêu thích việc học. Và đặc biệt là khi con vẽ tranh á, thì con sẽ giúp cái khả năng liên kết, kết nối tưởng tượng của con nó rất là tiến bộ. Cho nên là cô rất là mong các bạn trong lớp mình hãy tập. Mình vẽ bất cứ cái thứ gì mình cứ tự suy nghĩ ra, rồi sau đó con vẽ để mà con liên tưởng cái hình ảnh, để nó giúp cho cái bộ não của con có một cái sự kích thích nha. Rồi cô Lâm nhìn thấy các con rồi, tuyệt vời quá. Chỉ có 2 phút thôi mà các bạn vẽ tạo thành những cái hình rất là đẹp nè. Bạn Trùm nè. Trùm Việt Nam vẽ tới 3 hình luôn, tay trái và tay phải luôn. Chúc mừng con nha, giỏi quá. Rồi Trần Minh Thái nè, bạn Khánh Vi, cô Lâm thấy rồi nè. Thế Anh ơi, cảm ơn con. Rồi Thành Tài, Thanh Tài. Rồi cô Long nhìn thấy các bạn rồi. Bữa nào chút nữa các bạn tô màu thật là đẹp, rồi sau đó các bạn sẽ gửi lên nhóm giúp cô nha, để cô Long nhìn xem các bạn cho nhìn thấy rõ hơn á. Rồi anh Thái cô Long thấy rồi. Rồi các con thấy không, mình có một cái khả năng sáng tạo lắm luôn nha. Cho nên là các con hãy tin tưởng vào bản thân mình. Khi mà con vẽ thì có một số bạn nghĩ là ô, mình vẽ không có đẹp đâu, nhưng mà thật ra con luyện thì dần dần con sẽ quen và nó kích thích cái bộ não mình có được cái sự sáng tạo nha các con nha. Rồi cho một tràng pháo tay chúc mừng cho lớp của mình rất là tuyệt vời. Chỉ trong thời gian ngắn mà các con đã vẽ được các hình nè. Các bạn đâu rồi, tràng pháo tay giúp cô Long. Hải ơi, cô Long thấy rồi, đẹp quá Hải ơi. Hân Khải hả, bạn Hân Khải nè. Rồi đẹp lắm con. Chúc mừng con. Ồ, cô thấy rồi đó. Rồi vậy thì bây giờ bạn nào vẽ xong rồi là tô màu, chút nữa gửi lên nhóm cho cô Long xem thử cái tài năng của các con nha, được không? Rồi để cô Long nhìn thấy rõ hơn.
Và bây giờ các con trong lớp của chúng ta ơi, chúng ta hãy cùng với cô Loan chuẩn bị để mà các con chú ý tập trung lên đây nha. Ngồi thẳng lưng lên nhé con. Tay đâu, các bạn đâu rồi? Rồi, ngồi thẳng lưng lên giúp cô Loan này. Bây giờ là chúng ta sẽ đến với một cái phần rất là quan trọng. Ngồi thẳng lưng lên. Hít một hơi thật sâu, thở ra một nụ cười thật là tươi nè. Bây giờ là chúng ta sẽ thi cười nha, thi tượng nha. Xem thử bạn nào mà cười được lâu nhất thì bạn đã thắng nha. Bây giờ các bạn đâu rồi? Cô Loan cho các bạn thi tượng nha. Rồi bây giờ thẳng lưng lên. Cái nụ cười của ai biết tượng không? Tượng tức là mình ngồi im luôn nhưng mà mình cười luôn. Thì bây giờ các con hãy làm một cái bức tượng cười nè. Cô Loan đếm 3, 2, 1 nha. Là mình nở một cái nụ cười. Ai mà không nở thì thua cuộc nha. Được không? Rồi bắt đầu nha. 3, 2, 1 tượng cười. Lăng Nguyễn ơi, sao con không cười? Cười lên nó đẹp lắm luôn á. Cười lên. Tượng nha. Tượng chứ không có phải là tượng là không có động đậy gì hết trơn á. Biết tượng không? Bức tượng là nó không có đùng đậy. Cười luôn. Không có, có đùng đậy gì hết trơn. Cô coi thử nụ cười của ai đẹp nhất nè. Ồ, các bạn đẹp quá ha. Rồi, chắc là một ai đó để chụp một cái tấm hình lưu niệm cho các bạn đi. Bạn nào chụp đi các con. Chụp cái khoảnh khắc mà các con cười thử các con đẹp như thế nào. Rồi, cảm ơn tất cả các con. Hết tượng. Cô làm có mấy giây mà các bạn cười mỏi cái miệng đúng không? Có mỏi không? Có mỏi cái miệng không? Có không con? Rồi, các con biết không, cái nụ cười của mình á, trên cái khuôn mặt của chúng ta thì cái phần quan trọng nhất đó chính là nụ cười đấy các con. Và khi các con cười á, thì cơ mặt của mình nó rất là khỏe và não bộ của chúng ta nó rất là vui. Khi nào mà con mệt mỏi thì con hãy cười lên, thì lúc đó con sẽ tích cực hơn trong việc học và giúp cho việc nhớ của con được tốt hơn rất là nhiều nha. Nhớ cô Long dặn ha. Rồi, vậy thì bây giờ các con ngồi thẳng lưng lên nào. Thẳng lưng lên. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ đến với phần quan trọng, sẽ áp dụng vào trong bài học của các con ở trên trường nha. Đây, hôm nay thì cô Loan sẽ hướng dẫn cho lớp của chúng ta về cái cách để các con có thể vẽ cái sơ đồ tư duy áp dụng vào cái môn học của mình ở trên trường, được không? Rồi, hôm giờ là mình vẽ sơ đồ tư duy tự do, còn bây giờ là mình áp dụng nó ở trên trường học của chúng ta thì chúng ta vẽ như thế nào? Rồi bây giờ cô Loan sẽ mời một bạn nào xung phong đọc giúp cô Loan nè các cái bước để vẽ sơ đồ tư duy vào các môn học nè. Ai xung phong đọc to rõ giúp cô Loan nè. Nguyễn Nhật Yến. Yến ơi bật mic lên con. Đọc to lên nha con. Rồi Nhật Yến ơi bật mic đi con. Alo. Ủa con bật không được hả? Rồi được rồi đó. Ừ cô chào con. Con giới thiệu về mình. Nhờ con giới thiệu về mình đi Yến. Dạ con tên là Nguyễn Nhật Yến. Hôm nay con học lớp 4. Ừ. Rồi bây giờ Yến sẽ đọc cho cô Long các cái bước để mà vẽ sơ đồ tư duy các môn nào. Dạ. Các bước để vẽ sơ đồ bước. Rồi chờ cô Long xíu đi cô Long. Cô Long bật to lên cho con xem ha. Rồi. Bước 1, biết tiêu đề của bài chính, trung tâm. Bước 2, xác định nội dung chính. Chờ cô Loan xíu, nó bị sập cái nguồn xuống. Rồi chờ cô Loan xíu nha con nha, rồi con đọc đi. Bước 1 là mình làm gì vậy con? Đọc to rõ nè. Bước 1 là mình biết cái tiêu đề của bài. Đọc to lên. Bước 1, biết tiêu đề của bài. Trung tâm. Ừ. Bước 2, xác định nội dung chính, vẽ nhánh. Bước 3, chọn lọc từ khóa để vẽ cho các nhánh. Bước 4, hoàn thiện sơ đồ tư duy, thêm màu sắc, hình ảnh, cấu trúc. Rồi, cảm ơn con rất là nhiều. Đây là bước con sẽ ứng dụng vào trong cái việc vẽ sơ đồ tư duy của các con ở trên trường, được không? Cô nhắc lại nha, các cái bạn mà ví dụ như là con ở lớp 1 nè, lớp 2 nè, lớp 3 nè, những cái bạn lớp 1, lớp 2 các con chưa có biết cách thì các con chỉ cần có hai cách để vẽ sơ đồ tư duy. Cái cách thứ nhất là các con sẽ vào gì? Siêu trí nhớ học đường, giúp cho cô Loan này ghi xuống ngoài dưới. Cách thứ nhất là con vào siêu trí nhớ học đường để con xem cái bài mẫu và sau đó con vẽ theo thôi, được không? Để mà mình nắm được cái nội dung chính cũng được. Ở những cái bạn mà chưa có biết cái cách tự vẽ thì các con có thể vào cái sơ đồ tư duy ở siêu trí nhớ học đường, các con ghi đi nha, ghi giúp cô Loan nha. Chúng ta vào ở đâu để mà chúng ta vẽ được cái sơ đồ tư duy vậy các con?
À, vào gì? Vào gì? Comment giúp cô Long nè. Vào ở đâu các con? Siêu trí nhớ học đường. Ví dụ như mình học môn toán, thì ngày hôm đó là học môn toán cái bài đó, thì con có thể vào đúng cái bài đó, rồi mở cái phần sơ đồ tư duy như hôm trước cô Long chia sẻ đó. Đúng không? Anh Thư chưa biết hả con? Chúng ta vào siêu trí nhớ học đường có cái chữ tham khảo, rồi bấm sơ đồ tư duy. Tư duy là nó sẽ ra bất cứ một cái bài gì con học ở trên trường, con dựa vô cái sơ đồ tư duy đó con vẽ luôn cũng được. Được không? Còn những cái bạn lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8 trở đi á, thì các con có một cái khả năng tư duy rồi, thì các con có thể tự mình vẽ. Và ngày hôm nay thì cô Loan sẽ hướng dẫn cho các con cái cách để mà các con có thể áp dụng vẽ những cái môn học của các con ở trường. Được không? Thì cái bước đầu tiên á các con, cái cách thứ hai là các con sẽ tự vẽ, còn cái cách thứ nhất là con sẽ vẽ theo mẫu. Được không? Cô Loan nhắc lại hai cách, rồi sau đó một bạn nhắc nha. Hai cách vẽ để sơ đồ tư duy. Cách thứ nhất là con sẽ vẽ theo mẫu, cái mẫu nó có sẵn, được không? Và cách thứ hai là con sẽ tự vẽ, tự vẽ. Con comment đi để con nhớ hai cái cách này nè. Cách một là mình vẽ theo mẫu. Con ghi đi các con ơi, ghi vô là cái lúc mà các con đang học nha. Một số bạn không có ghi á là các con sẽ khó nhớ hơn. Những cái bạn nào mà thường xuyên comment á thì các con sẽ học rất là tốt. Các con ghi đi các con. Vẽ theo mẫu. Rồi cách thứ hai là mình làm gì các con? Thứ hai là tự vậy, tự vẽ, tự sáng tạo. Được không? Ghi đi nào. Cách một là mình vẽ theo mẫu. Cách hai là các con làm gì? Tự vẽ. Các con ghi đi, tự vẽ. Đúng rồi. Vậy thì con chọn cách nào cũng được, tùy con nha. Cách nào nó cũng sẽ hỗ trợ tốt cho con hết. Nhưng mà cái cách tự vẽ này thì nó sẽ giúp cho con nhớ được lâu hơn. Rồi. Vậy thì bây giờ là cô Loan sẽ hướng dẫn cho các con nè. Thứ nhất là biết tiêu đề của bài, tức là ví dụ như trong một cái môn học thì con phải có cái tiêu đề của bài, đúng không? Cô Loan không có quyển sách ở đây, tức là con sẽ vẽ một cái tiêu đề. Tiêu đề tức là cái gì con? Cái đề bài á các con, hiểu không? Tiêu đề là cái gì? Tiêu đề là cái đề bài học á. Thì con phải biết được cái tiêu đề để mà mình vẽ hình. Ví dụ như bài của ngày hôm đó là một cái bài, để cô Loan xem thử nha. Tiêu đề để nói cho các con dễ hiểu. Ví dụ như tiêu đề của bài là cậu bé thông minh, được không? Ví dụ như cái bài này, đây các bạn nhìn giúp cô nha. Cái quyển sách này nó hơi cũ nên cô chụp lại. Rồi đây, ví dụ như là cậu bé thông minh thì đây chính là cái gì các con? Đây chính là cái gì nè? Bạn nào biết nè? Bạn nào biết ghi comment dưới giúp cô Loan này. Cái này người ta gọi là cái gì? Cái gì các con? À, đó chính là tiêu đề nha các con. Đúng không? Cậu bé thông minh người ta gọi là tiêu đề bài học. Thì mình cần phải có cái tiêu đề. Và khi mà cái tiêu đề đó người ta gọi là cái gì các con? Đó chính là trung tâm. Thấy không? Một cái bài nó có cái tiêu đề thì các con sẽ biết cái tiêu đề của bài để mình vẽ cái trung tâm chứ. Và cái trung tâm của mình thì mình vẽ như thế nào này các con? Ví dụ như cái bài này là cậu bé thông minh, đúng không? Thì các con sẽ vẽ cái môn này là chúng ta sẽ tưởng tượng ra hình ảnh của một cái cậu bé. Và mình bắt đầu mình vẽ cái cậu bé này nè. Các con nhìn thấy không? Đây, đó mình vẽ cái trung tâm là có ba màu nè. Các con nhìn thấy cái hình của cậu bé thông minh là mình sẽ vẽ cái trung tâm như vậy. Được chưa? Mình tưởng tượng ra một cái hình để mình vẽ. Rồi, được chưa các con? Đó là bước thứ nhất. Cô chỉ từng bước một cho nên các con hãy tập trung nha. Tập trung để mình biết cái cách vẽ. Rồi, cái thứ hai là sau khi mà con vẽ được trung tâm rồi thì con sẽ xác định nội dung chính. Vì sao mình còn phải xác định nội dung chính hả con? Tại vì mình vẽ một cái bài thì mình biết là à, cái nội dung đó là gì, nội dung chính gì, thì lúc đó chúng ta mới vẽ được các nhánh, hiểu không? Bước thứ hai các con ghi giúp cô Loan nè. Xác định nội dung. Ghi đi, comment thì mình mới học được nha. Comment giúp cô Loan. Xác định nội dung chính. Các con ghi đi, nội dung chính. Ghi chữ tắt đi, nội dung chính đi các con. Rồi đúng rồi, xác định nội dung chính, tuyệt vời. Bạn Trâm rất là tích cực trong giờ học. Bảo Ngọc tích cực trong giờ học. Rồi, có rất nhiều bạn tích cực nè. Đúng rồi, xác định nội dung chính con. Vậy thì theo các con là bây giờ mình xác định nội dung chính thì mình làm sao đây? Các ai muốn biết không nè? Ai muốn biết thì giơ tay lên vẫy vẫy giúp cô Loan này. Làm thế nào để mình xác định được nội dung chính của cái bài đó? Bạn nào muốn biết thì giơ tay. Giơ tay lên vẫy vẫy giúp cô. À, muốn biết đúng không? Bây giờ cô Loan sẽ chia sẻ cho các con nha. Để mà xác định được nội dung chính, ví dụ như cái bài mà nó có cái câu hỏi á các con, thì chúng ta sẽ dựa vào cái câu hỏi để mình xác định nội dung chính của bài. Được không? Được không các con? Cô Loan nhắc lại một lần nữa, đối với những cái bài mà tập đọc hoặc là những cái bài tiếng Việt, những cái bài mà nó có câu hỏi á, thì chúng ta sẽ xác định nội dung chính, tại vì câu
hỏi là cái là những cái câu hỏi này này nó chứa những cái nội dung chính của bài, cho nên chỉ cần việc là các con dựa vô cái câu hỏi thì chúng ta có thể xác định được nội dung chính của bài. Các con nhớ nha, các con ghi đi, dựa vào cái gì các con để xác định được nội dung chính thì mình dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nào? Dựa vào cái gì các con? À, dựa vào cái gì nè? Dựa vào cái gì các con? Dựa vào cái gì các bạn ghi giúp cô Loan nào? Dựa vào câu gì? Câu hỏi nha. Các con sẽ dựa vào cái câu hỏi này. Hoặc đối với những cái bài mà nó không có có cái câu hỏi, ví dụ như những cái bài mà nó không có cái câu hỏi, như là cái bài của lớp 7 này, bài của những cái lớp lớn này, đối với những cái bài mà nó có câu hỏi thì con sẽ dựa cái nội dung chính là con dựa vào câu hỏi. Còn đối với những cái bài mà nó không có câu hỏi thì sao đây? Thì sao đây các con? Các bạn nào biết không? Có những cái bài nó không có cái câu hỏi ở dưới, nhưng mà nó sẽ có những cái mục lớn, mục bé nha. Có những cái mục lớn, mục bé. Cô Long có sách ở đây ta. Cô Long lấy cho các con xem để mình biết nha. Có những cái bài mà nó không có cái câu hỏi, nhưng mà nó sẽ có mục lớn, mục bé các con. Mục lớn là ví dụ như mục 1 la mã, 2 la mã, 3 la mã chẳng hạn. Thì cái lúc đó chúng ta sẽ dựa vô cái nội dung chính là bằng cách là ví dụ như bài đã có 3 mục. Ví dụ như là trong cái bài của đây là sách lớp 7 này các con, là nó có thứ nhất là nguồn lao động, mục thứ hai là dân số, mục thứ ba là sự bùng nổ. Thì nó có 3 cái nội dung chính, tức là 3 cái mục lớn như thế này. Thì chúng ta biết đó chính là nội dung chính. Hiểu chưa nào? Rồi, cô Loan nhắc lại một lần nữa cách để mà mình có thể xác định được cái nội dung chính của một bài. Thứ nhất là chúng ta sẽ dựa vô câu hỏi, được không các con? Cái thứ hai là chúng ta sẽ dựa vào mục lớn của bài. Ví dụ bài đó nó có những cái mục lớn nào thì các con dựa vô cái mục lớn đó để mình vẽ cái nhánh chính. Nhánh chính là cái nhánh này nè các con. Nhánh lớn này nè, thấy không? Thấy chưa? Bạn là biết cách chưa? Rồi, cô Loan chỉ để mà các con hướng dẫn cho các con á. Rồi, sau khi mà các con xác định được cái nội dung chính của bài rồi, ví dụ nè, các con xác định được nội dung chính rồi nè, rồi chúng ta sẽ làm gì nữa? Đó, nội dung chính nè các con, chính của bài là sao cứ ghi cái số 9 này. Rồi, xác định cái nội dung chính của bài rồi cái nhánh phụ. Vậy thì một cái câu hỏi đặt ra cho các bạn ở trong lớp mình nè các con. Vậy thì nhánh chính chính là câu hỏi, còn nhánh phụ thì là câu gì đây các bạn? Nhánh phụ là câu gì nè, bạn nào biết? Nhánh chính thì là câu hỏi, là cái nội, là hoặc là những cái mục lớn mục bé. Còn cái nhánh phụ là theo các con là cái gì? Comment giúp cô Loan. Bạn nào biết thì xung phong nè. Nhánh chính là những cái câu hỏi hoặc là những cái mục lớn. Vậy thì cái nhánh phụ này mình lấy từ đâu ra? Nhánh phụ này là những cái câu gì nè? Bạn nào biết nè? Ai có biết không? Bạn nào trong lớp mình biết chia sẻ cho giúp các bạn nè. À, Nhã Phụng, cô mời Nhã Phụng nè. Con bật mic đi con ơi. Rồi, bạn Nhã Phụng bật mic lên đi con. Bật cam lên. Rồi, cô chào con. Cô chào cô. Rất là vui được gặp con. Cái khuôn mặt của con xinh quá. Rồi bây giờ vậy thì bây giờ là con giới thiệu về mình cho các bạn ở trong lớp đi con. Dạ thưa cô, con tên là Nguyễn Triều Nhã Phụng, năm nay con học lớp 4 về. Rồi, rất là vui rồi được gặp con. Bây giờ con chia sẻ giúp cô Long nè. Thì con cái nhánh chính, cô Long nói cái nhánh chính á, mình ghi á, thì đó chính là cái câu hỏi, đúng không? Hoặc là những cái nội dung vậy, những cái mục lớn. Vậy thì cái nhánh phụ thì theo con là mình làm cách nào để mình làm được cái nhánh phụ này? Nhánh phụ là câu gì? Cô, nhánh phụ là câu trả lời. Ồ, các bạn trong lớp ơi, giỏi quá. Chúng ta cho một tràng vỗ tay nè các bạn. Tay chúng ta đâu rồi, vỗ tay đi nào. Rồi, vỗ tay động viên cho bạn nha các con. Nhớ là hay vỗ tay nha. Cổ vũ động viên cho người khác nha các con. Ồ, tuyệt vời quá con. Đúng rồi đó, nhánh phụ đó chính là câu trả lời nha. Vậy thì mình biết cách chưa? Nhánh chính chính là cái gì? Cái câu gì? Câu hỏi. Còn cái nhánh phụ đó chính là câu trả lời. Và khi mà ví dụ như trong bài này, cô Loan sẽ hướng dẫn cụ thể cho các con luôn nha. Rồi, ví dụ như câu này: nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm người tài, đúng không? Đây chính là cái câu hỏi. Vậy thì bây giờ cô Loan trả lời nè, là nhà vua làm gì? Nhà vua nộp cho một con gà trống biết đẻ trứng, nếu không có thì kẻ làm phải chịu tội. Đây là câu trả lời cô Loan đang làm cho các con này, thấy không? Cô Loan đọc lại nha. Người ta hỏi cái câu hỏi là nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm người tài, đó là câu hỏi. Và lúc đó chúng ta sẽ trả lời: nộp một con gà trống. Nhà vua nghĩ ra kế là nộp một con gà trống biết đẻ trứng. Con gà trống mà lại biết đẻ trứng, nếu không thì kẻ làm sẽ phải chịu tội.
Đúng không? Và đó chính là cái câu trả lời. Vậy thì khi mà con vẽ như vậy, con trả lời được như vậy, thì con sẽ vẽ được cái nhánh chính, nhánh phụ. Hiểu không? Rồi, ai hiểu rồi thì giơ tay lên đẩy vẫy giúp cô nè. Ai hiểu rồi nè, khi các con vẽ nhánh chính là nhánh nào, nhánh phụ là nhánh nào. Được không? Rồi, cảm ơn các con. Tiếp theo là chúng ta sẽ chọn lọc cái từ khóa để mà vẽ, để mà viết cho cái nhánh của mình, viết cho các cái nhánh. Vậy thì mình chọn cái từ khóa như thế nào? Ví dụ nha, cụ thể cho các con nhìn thấy nè. Rồi, các bạn ngồi thẳng lưng lên. Đây là bài tập rất là quan trọng của mình mà. Mình áp dụng trên trường cho nên các con hãy ngồi thẳng lưng tập trung lên. Rồi, vậy thì bây giờ là cô Loan nói cái từ khóa nè. Từ khóa là cái từ mà nó chứa nội dung chính của cả một cái câu, của cả một cái đoạn. Người ta gọi là từ khóa, giống như là cái con tưởng tượng như là cái cửa nhà mình thì còn có cái chìa khóa để mở vô, đúng không? Nếu như không có thì khóa thì làm sao mình mở cửa được? Vì vậy cho nên là cái chìa khóa là cái mà những cái nội dung chính, tức là cái quan trọng á, người ta gọi là từ khóa. Từ khóa có thể là động từ, là tính từ, là danh từ, được không? Rồi, vậy thì bây giờ trong bài này cô Long sẽ chia sẻ giúp cho lớp mình nè. Vậy từ khóa của cái bài này mình lấy như thế nào nè? Các bạn nhìn nha. Các con đọc đi. Các con đọc giúp cô Long nè. Nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm người tài? Thì bây giờ các con nhìn thấy không? Cái từ khóa khi vẽ nè. Nhà vua, vậy bây giờ mình lấy từ khóa là chữ gì nè các con? Các con comment giúp cô Long, mình lấy từ khóa của chữ nhà vua là cái chữ gì? Giúp cô Long nào. Các con ghi đi để bữa sau mình biết cách mình tự làm nha. Nhà vua nghĩ kế gì để tìm người tài? Bạn nào chia sẻ giúp cô Long là theo con là từ khóa là từ gì đây? Bạn nào biết giơ tay nha. Ai biết giơ tay giúp cô Long nào các bạn ơi? Rồi, Bảo Ngọc. Bảo Ngọc giúp cô Long nào. Theo con thì từ khóa của từ nhà vua nghĩ kế gì để tìm người tài, từ khóa là gì nè? Nhà vua. Rồi con, Bảo Ngọc, theo con là chữ gì con? Con tìm từ khóa đi Ngọc. Thấy không con? Nhìn thấy không? Thấy. À, vậy thì con chọn chữ gì? Chữ từ khóa trong đây con chọn chữ gì để con vẽ nhánh cho nó được nè? Chọn chữ gì con? Con chọn chữ nhà vua. Yeah, cảm ơn con, tuyệt vời. Với một số bạn trong lớp mình cũng rất giỏi nè, các bạn tìm đúng rồi nè. Con có thể chọn từ nhà vua, tức là từ khóa thì nó có khoảng 1 cho đến 2, 2 từ, 3 từ cũng được nha. Nhưng mà nó phải ngắn gọn, xúc tích và nó chứa nội dung chính của cả một câu. Khi mình nói chữ nhà vua thì mình sẽ biết được là cái câu đó đang nói về cái gì, hình ảnh của nhà vua đang nghĩ về cái điều gì đó, phải không? Tức là cái vua chính là cái nhân vật chính trong cái câu này, đúng không nào? Thì chúng ta sẽ ghi cái chữ là vua thôi. Các con nhìn thấy vua không? Thấy chưa? Rồi, bây giờ cái câu trả lời nè, như hồi nãy cô Long chia sẻ là lệnh mỗi làng có một con gà trống là các con biết rồi đúng không? Rồi bây giờ câu tiếp theo thì các bạn nhìn nữa nha. Vì sao dân chúng lo sợ khi mà nghe lệnh của nhà vua? Các bạn comment giúp cô Long chữ gì nè. Tập làm đi các con. Tập tìm từ khóa nha. Vẽ sơ đồ tư duy, chúng ta phải biết cách để tìm từ khóa. Và những cái người mà biết được cái từ khóa là những cái người mà sẽ học tập rất là tốt. Tại vì chúng ta biết được cái chính, cái phụ. Mà cái chính là cái nội dung rất là quan trọng trong bài học, đúng không? Rồi, vậy thì bây giờ các bạn tìm giúp cô Loan câu 2 này. Từ khóa là gì vậy các con? Vì sao dân chúng lo sợ khi nghe lệnh của nhà vua? Các con tìm đi, tìm giúp cô Loan nào. Các bạn trong lớp mình tuyệt vời quá luôn. Bảo Anh, cô Loan mời Bảo Anh nè. Con chọn từ gì? Bảo Anh chọn từ gì con? Rồi các con comment đi. Bảo Anh chọn từ gì? Bảo Anh bật mic lên. Ờ, đó chính là chữ gì? Ờ, chữ dân chúng, đúng không? Các bạn trong lớp. Ừ. Nhà của cô Loan trời mưa to quá, cho nên là sợ các bạn không nghe thấy. Các bạn có nghe tiếng mưa rơi không? Các ai nghe tiếng mưa của nhà cô Loan không? Cô là dân chúng cô. Cảm ơn con, đúng rồi con. Rồi, chúc mừng con nha. Cứ như vậy chứ con. Rồi, nó là những cái danh từ á. Ví dụ như nhà vua là danh từ này, dân chúng là danh từ nè. Câu 3 là cậu bé nè, đúng không? Để các con nhìn thấy là bữa sau mà mình sẽ biết cái cách. Nhà cậu Long mưa to quá, các con không biết có nghe không? Rồi, vậy là bây giờ mình thấy không? Đây chính là những cái câu. Vậy thì cái nhánh chính là cái chính nửa nội dung. Bài này là có 4 nhánh chính, 4 cái câu hỏi thì chúng ta sẽ làm 4 cái nhánh, được không các con? Nhớ chưa? Có 5 câu hỏi thì mình làm 5 nhánh, 6 câu hỏi làm 6 nhánh nha.
Đó chính là cái cách để mà các con vẽ sơ đồ tư duy. Được chưa nào? Rồi, còn đối với môn toán thì sao? Môn toán thì mình vẽ như thế nào đây? Rồi, và đặc biệt là khi con vẽ thì con sẽ cho những cái hình ảnh này các con nhìn này thấy không? Ví dụ như người ta nói là ôm sòm thì người ta sẽ vẽ ra giống cái tiếng, hoặc là kinh đô thì người ta lại vẽ những cái hình ảnh để mình minh họa như nãy cô Long nói. Được không? Phải có hình ảnh minh họa nha. Rồi. Rồi bây giờ là Dũng ơi chạy rót giúp mẹ ly nước đi con. Bây giờ môn toán thì sao các con? Nhìn lên đây tập trung một xíu nha. Rồi mình nghỉ. Con giúp cho mẹ lấy một ly nước. Rồi, môn toán thì các con vẽ bằng cách nào đây? Đố các bạn này, mình vẽ bằng cách nào nè? Môn toán thì chúng ta sẽ vẽ cách nào? Comment giúp cô Lăng này. Vẽ bằng cách nào ta? Mình sẽ vẽ bằng như thế nào đây? Cảm ơn con. Rồi, đó, các con nhìn thấy không? Đối với môn toán này thì chúng ta sẽ dùng những cái công thức này các con, tức là cái cách để mình vẽ cái sơ đồ tư duy là mình vẫn lấy cái nội dung chính như 4 cái bước hồi nãy cô Long chia sẻ, là chúng ta sẽ có cái trung tâm đúng không, là cái tên đề bài này, rồi sau đó là chúng ta sẽ lấy thứ hai là mình sẽ vẽ các cái nhánh, thì chúng ta sẽ nội dung chính của bài ở đây là thông thường là chúng ta sẽ lấy những cái cấu trúc, những cái công thức đó các con, hiểu không? Trong toán thì người ta thường lấy những cái nội dung là những cái công thức toán. Đó, các con nhìn này, ví dụ như bài này có hai nội dung chính là cái cách lập bảng rồi bảng chia 6, thì mình có thể lên sơ đồ tư duy để mà mình dựa vô cái đó mình làm, hoặc là con làm môn toán thì bằng cách là con có thể dựa vô những cái công thức của bài, bài nó có những cái định luật gì, những cái công thức gì thì con sẽ dựa vô cái con làm nha. Hiểu không? Còn nếu như mà môn toán á các con thấy khó, các con chưa biết cách thì các con có thể vô siêu trí nhớ học đường để xem cái mẫu của bài nha. Được không các con? Ai thấy được rồi thì giơ tay. Trời mưa to quá à, cô Long nói sợ cái con không có nghe được. Được cô. Vẫn nghe được mà con nghe được tiếng mưa cô. Các bạn trong lớp mình tắt mic giúp cô, cho cô không dạy nữa các con á. Tại vì mình ồn như vậy cô đâu có nói được. Nó tiếng mưa nó to lắm. Rồi vậy thì các bạn biết nha, môn toán thì mình dựa vô những cái công thức nha. Những cái công thức ở toán, ví dụ như trong bài đó nó có những cái công thức toán gì thì chúng ta sẽ dựa, ví dụ như trong bài bảng chia 6 này thì nó có hai nội dung chính. Thứ nhất là cái cách để mình lập bảng chia 6, rồi cái thứ hai là bảng chia 6 như thế nào, thì lúc đó các con sẽ làm về việc của mình. Còn nếu như mà bạn nào trong lớp mình không có biết cách nữa thì con sẽ vào sơ đồ giấy, mình sẽ vào siêu trí nhớ, mình mở cái sơ đồ đó ra và tự giấy, tự mình tham khảo rồi mình vẽ lên để mình biết cái nội dung chính nha. Rồi vậy là hôm nay cô Long chia sẻ cho các bạn hai cái nội dung chính như vậy để các con có thể làm những cái môn khác nữa, ví dụ như là môn địa lý nè, rồi môn gì nữa, môn vật lý nè, bất cứ cái môn nào thì các con cũng dựa vô cái cách như vậy, tức là mình có 4 bước. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ vẽ cái trung tâm, chúng ta biết cái tiêu đề. Bước thứ hai là mình làm cái gì các con? Ai nhắc lại giúp cô Long này, bước hai làm cái gì? Bước hai làm gì? Bạn nào nhắc lại cho cô nè. Dạ con. Rồi mời con. Dạ thưa cô, bước 2 là xác định nội dung chính. Ví dụ như môn toán, môn toán thì làm sao mình xác định được nội dung chính, tức là mình dựa vô những cái công thức của bài á, bài thường nó có những cái công thức, những cái định luật thì mình sẽ xác định cái nội dung chính như vậy nha. Rồi thứ ba, bước 3 là mình làm gì con? Bước 3 làm gì? Dạ bước 3 là chọn lọc từ khóa để viết cho các nhánh. Đúng rồi, vậy thì theo con cái từ khóa là mình ghi khoảng bao nhiêu chữ? Cái từ khóa thì chúng ta sẽ ghi bao nhiêu chữ nè? Dạ thưa cô, ghi 2 chữ. 1 đến 2, 3 thôi, chứ chúng ta không có được ghi nhiều nha. Chúng ta chỉ ghi những cái từ chính thôi. Rồi bước 4 là con làm gì? Bước 4 là hoàn thiện sơ đồ tư duy, thêm màu sắc, hình ảnh, cấu trúc. Cảm ơn con. Đó, có một số bạn vẽ môn anh văn này các con. Đây môn anh văn này. Chúng ta bất cứ một môn nào chúng ta cũng vẽ sơ đồ tư duy được hết. Tức là ví dụ như môn anh văn thì con vẽ như thế nào? Con sẽ vẽ cái từ vựng đúng không? Ví dụ như trong bài đó là con sẽ ghi cái tiêu đề sau, sau đó con ghi những cái từ vựng hoặc là những cái cấu trúc, được không các con? Anh văn thì thông thường là chúng ta sẽ ghi những cái từ vựng để mà chúng ta vẽ sơ đồ tư duy, hoặc là những cái cấu trúc của bài đó.
cái ngữ pháp ấy, cấu trúc ngữ pháp với các con, hoặc là từ vựng, được chưa? Còn những cái công thức ví dụ toán lý hóa thì các con sẽ dựa vô cái gì? Dựa vô cái công thức. Còn ví dụ như môn lịch sử, môn địa lý, những cái môn đó thì các con sẽ dựa vô cái một gì? Một lớn câu hỏi, được không? Lớp mình ai hiểu cái cách thức rồi nè, ai hiểu cái cách để mình vẽ được một cái sơ đồ tư duy rồi, giơ tay lên, ai hiểu hết rồi? Bạn nào bây giờ từ ngày hôm nay các con sẽ vẽ được cái sơ đồ tư duy và bài học của mình thì comment giúp cho cô Loan là vẽ được nè, ai vẽ được? Dạ con. Rồi ai thì ghi đi, ghi xuống ở dưới, bạn nào vẽ được thì comment giúp cô Loan là vẽ được nè. Ồ lớp mình giỏi vậy ta, nhiều bạn vẽ quá. Ồ nhiều bạn quá. Ồ, chúc mừng tất cả các con. Các con ơi, cái sơ đồ tư duy là một trong những cái phương pháp vô cùng là tuyệt vời để hỗ trợ cho việc học của con. Nó giúp con ôn thi tốt nè. Các con thi chưa? Các bạn trong lớp mình thi chưa? Nếu như ai chưa thi thì con có thể vận dụng cái cách này để con lên con làm cái sơ đồ tư duy á. Ở trên cái siêu trí nhớ học đường con dựa vô cái sơ đồ tư duy để mà con có thể ôn lại bài. Ví dụ như trong bài này có bao nhiêu nội dung chính, được không? Thì con sẽ rất là nhanh thuộc luôn. Mai thi toán rồi. Vậy thì bây giờ con luyện tập đi nha. Rồi, vậy thì bài tập của chúng ta về nhà của các con này, các con sẽ ghi vô cái bài tập về nhà của mình nè. Là chúng ta sẽ vẽ cho cô Loan. Đây, vẽ sơ đồ tư duy một bài học ở lớp và thuyết trình lên cái Facebook của mình nha. Con chụp đi các con, chụp đi. Rồi, cô Loan nhắc lại một lần nữa, khi các con học thì tương ứng với hành. Tức là mình học mà mình muốn làm được thì các con phải gì? Phải hành, giống như hôm trước cô Long chia sẻ với mình là mình muốn đi xe thì mình phải tập xe thôi, chứ nếu như mà mình sợ té sợ ngã thì làm sao mình tập được, đúng không các con? Và bài học sơ đồ tư duy cũng như vậy nha. Các con về nhà các con ứng dụng vào một cái môn ở trên trường của mình, hãy vẽ một cái sơ đồ tư duy ở một môn tập đọc nè, hoặc là một cái môn toán nè, hoặc là môn bất cứ những cái môn gì con thích thì con hãy vẽ cái môn đó và tập thử xem là mình có biết cách hay không nha. Được không nào các con? Ai làm được thì giơ tay lên vẫy vẫy giúp cô Long nào. Bạn nào làm được? Rồi, nhiều bạn làm được quá. Rồi con chụp xong chưa? Các bạn chụp xong chưa? Rồi, vậy thì tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Và cô chúc cho tất cả các con hãy thực hành thật là tốt cái bài vẽ của các con và chụp gửi lên Facebook cho cô xem nha. Rồi, vậy thì chúng ta chụp một tấm hình lưu niệm rồi các con. Rồi, bạn nào chụp hình được đâu? Ai chụp hình được thì chụp dùm giúp cô Loan một tấm thật là đáng yêu nào. Dạ con. Rồi, chụp đi con. Dạ. Rồi, nhớ nha, chụp một tấm thật là đẹp, được không? Con chụp xong rồi. Rồi, nắm mà quá nha. Dạ. Cảm ơn con. Rồi, vậy thì cô chào tạm biệt tất cả các con nha. Chúc cho tất cả các con có một buổi tối ngủ thật là ngon bên gia đình thân yêu của mình nha các con. Bye bye. Dạ, các con.